Rồi, toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video Toàn xin kính chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay Toàn chia sẻ cách trồng mai xứ Ghễ nha quý cô chú anh chị. Và hai cây mai này là mai xứ Ghễ Nusu Singapore được chú Út Đen tặng ha. Thì hôm trước Toàn tạo kênh cho Mai Xù Singapore Đen Nguyễn cho chú, thì được chú tặng hai cây. Hai cây này là mai xù xứ Ghễ Nu Singapore nha quý cô chú anh chị. Thì cái này lúc trước chủ vườn đã cắt được chuột rồi, bây giờ mình đem về mình chỉ sửa lại nước nữa là sẽ thành đế nơm nha quý cô chú anh chị. Cây này cái chiều cao nó là 3 tấc mấy quý cô chú anh chị. Cây này là cây giống ha. Thì cây này bên nhà vườn chú Út Đen bán với giá là 300 ngàn một cây nha quý cô chú anh chị. 300 ngàn một cây. Có quý cô chú anh chị các bạn nào mua khoảng 5 cây thì chú Út Đen sẽ bao ship ha. Thì hiện tại giờ chú Út Đen cũng đem về một mớ mặt hàng này để trồng. Và thời gian sắp tới thì chú Út Đen sẽ đem về một mớ mai xù Singapore xứ Ghễ này về chú Út Đen bán ha. Thì sau này Toàn sẽ đăng cái số điện thoại của chú Út Đen lên. Thì hiện tại giờ Toàn quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cách Toàn trồng mai xứ Ghễ trước đi ha. Và sau này Toàn sẽ làm một clip cho chú Út Đen nữa. Và có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích mai xù xứ Ghễ Nu Singapore thì qua kênh của Mai Xù Singapore Đen Nguyễn ha, thì Toàn cũng tạo cho chú một cái nè. Đó thì hồi nãy Toàn vũ cái bầu này ra nè quý cô chú anh chị, vũ cho sạch ba cát với ba sợi dừa ra ha. Mà xong Toàn sẽ nhúng vô miếng nước để rửa cho cái rễ mai cho nó sạch đó, để cho nó sáng lên mình dễ sửa của chú anh chị. Hồi nãy mới có mấy cọng rễ treo nè, mấy cọng rễ treo phía trên Toàn sẽ cắt bỏ hết ha. Rồi xong Toàn sẽ lấy mấy cọng dừa nè, Toàn lừa ra hết, lừa mấy cọng nào nó bị treo á thì mình sẽ cắt bỏ, còn ngang ngang với nhau thì mình lấy cái cây cọng dừa mình cắm vô, mình cố định cái rễ mai lại ha quý cô chú anh chị. Để Toàn kiếm cọng dừa nữa, đây còn cọng nè, còn cọng Toàn sẽ cắt ra Toàn sẽ làm tiếp tục nữa ha. Rồi quý cô chú ơi, hồi nãy Toàn đã sửa rồi ha, bây giờ Toàn sẽ xem và kiểm tra lên lần nữa coi rễ nào mà nó bị treo treo á thì Toàn sẽ ghim cái cây vô để cho nó cố định một chỗ một ha. Cây này nó bị nghiêng rồi nè, cái rễ này nó bị nghiêng nè quý cô chú anh chị. Xong mình sẽ cắm cố định cái này lại, đừng cho rễ nào nó dính rễ nào nha quý cô chú anh chị. Đó, Toàn sẽ cắm cố định hai cái cây này lại, hai cái rễ này lại ha. Hai rễ này nó sát quá cho nên mình cắm cho nó lìa ra một chút ha, để khi mà nó lớn á nó sẽ bè ra. Rồi như là xong quý cô chú anh chị, cái rễ nào mà nó sát quá đó mình sẽ lấy cây mình cắm vô. Xong mình sẽ cắm bên đây cây nữa. Rồi như là đã xong với cô chú anh chị ơi. Xong mình kéo mấy rễ này ra cho nó bằng mặt hết ha. Bên đây rễ thì nó bị dư nè. Mình sẽ nhổ rễ này lên đưa nó qua đây. Tại vì rễ này nó nằm bên đây nè. Nằm bên đây mới đúng. Đưa nó qua đây để mình cắm cố định lại ha. Đưa nó qua đây mình cắm cố định cái rễ lại. Rồi rễ này đưa về trở về nhà cũ. Đó, sắp xong rồi cái mình nè. Bên nào cho qua bên ấy nha quý chú anh chị, đừng cho nó lộn ha. Cho rễ nó đều với nhau rồi xong mình sẽ vô giá thể. Thì mình vô giá thể xong tầm khoảng ngày 2 ngày sau mình sẽ xịt kích rễ ha. Mình chỉ xịt đơn giản thôi, thuốc N3M mình xịt chung với cơm cát. Hoặc là Atunit cũng được, ba cái mình phối hợp chung mình xịt. Atunit thì nó dưỡng lá giống như là N3M với cơm cát vậy ha. Ba cái phối hợp mình pha bình bình 16 lít
để mình xịt hai cây mai này với mấy cây ngoài kia luôn. Thì một chai N33M thì mình chia ra làm 3 bình, bình 16 lít. Rồi xong mình kiểm tra hoàn thành hết rồi, không có rễ nào treo nữa, mình sẽ vô giá thể nha quý cô chú anh chị. Đây sẽ giá thể mình sử dụng sơ dừa với chấu nè, trộn lộn lại. Mình sẽ giải mỏng ha. Giải mỏng lớp xong mình sẽ vô sơ dừa nguyên chất. Rồi xong mình đè xương xương xuống nha quý cô chú anh chị. Sơ dừa với chấu này mình trộn lộn với thêm mớ đất nhuyễn vô nha quý cô chú anh chị. Rồi xong mình sẽ vô sơ dừa nguyên chất. Đây là sơ dừa nguyên chất mình chải lớp mỏng ở trên ha. Dạng lớp mỏng mỏng phía trên. Thì khi mình trồng mình đợi cái lá này nó gần già mình nó trồng nha quý cô chú anh chị. Tại vì hôm mấy ngày nay mưa nè, toàn trồng lá nó hơi già già toàn trồng rồi chứ không để lá già hung ha. Còn trời nắng thì mình đợi cho lá già già mình thả sữa rễ luôn. Nhưng trời nắng mình sữa rễ mặt lá nó đang non á thì sữa dễ bị héo lắm. Rồi xong tới cây bên đây luôn các chú anh chị. Cây bên đây thì mình sửa nó đã xong rồi nè. Mình sửa nó xong coi rễ nào mà nó sát quá đó mình đưa vô thêm cọng dừa đó để đừng cho hai rễ mà khi nó lớn lên thì nó sẽ dính nhau ha, mình cắm vô cho nó lìa ra. Rồi như là xong nha quý cô chú anh chị. Cây này cũng được 2 4 6 7, cây này 7 cọng rễ. Cái cây bên đây mười mấy cọng hồi nãy mình quên đếm nè. Rồi mình chỉnh sửa hoàn thành hết mình sẽ vô giá thể nha quý cô chú anh chị. Cây bên đây lá già nè, cây bên kia lá non quá. Xong mình sẽ vô một mớ sơ dừa nguyên chất. Sơ dừa nguyên chất này cho nó giữ cái độ ẩm phía trên mô nha quý cô chú anh chị. Thì cái này toàn làm tạm thời cho quý cô chú anh chị và các bạn xem chơi thôi ha. Khi nào mà bên chú Út Đen có mặt hàng thì toàn sẽ quay clip cho chú Út và toàn sẽ làm, toàn đã làm xong cho cái chú Út của cái kênh Mai Xù Singapore Đen Nguyễn. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn nhờ đó đăng ký ủng hộ cho chú Út Đen ha. Rồi xong rồi toàn sẽ tú gom nha quý cô chú anh chị. Tú gom vô là xong ha. Tú gom vô tưới nước nữa là xong. Rồi quý cô chú anh chị ơi, thì toàn đã trồng vừa xong thì mưa cũng vừa tới luôn ha. Thì cái này trời vô bão rồi. Thì mình trồng xong mình tủ gom quý cô chú anh chị, mình tủ cho nó giáp cái mí mô luôn ha. Mình tủ là từ trên cho nó phủ xuống mô luôn, mình tưới nước từ từ cho mấy cái gom này nó phủ xuống cái bề mặt của mô nè. Đừng cho cái nắng nó nóng nó quéo rễ mai ha, không thôi nó quéo cái mặt của cái miếng mủ rồi nè, nó quéo xuống hết. Thì mình sẽ tủ gom cho nó phủ hết luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì mấy cái mô kia mình cũng vậy. Mình tủ gom cho nó phủ xuống hết luôn. Gom này mình tủ dày dày cũng không sao đâu. Tủ gom xong cái mình tưới nước vô nha quý cô chú anh chị. Cây mới trồng mình tưới cho nó nước thiệt nhiều á, tại vì cái mai này mai nhỏ dữ lắm hút nước. Rồi, thì hôm nay toàn cũng chia sẻ về cách trồng mai sữa rễ nu xù Singapore ha. Cái này là chú Út Đen cũng tặng ha. Thì đặt sau nữa chú Út Đen có đem hàng về toàn sẽ đăng cái số điện thoại của chú Út Đen lên. Còn hiện tại giờ quý cô chú anh chị và các bạn xem cho vui, giải trí cho vui ha. Thì bây giờ toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn toàn khép lại cái video. Cuối video toàn xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc ha. Có quý cô chú anh chị các bạn nào có yêu thích video của toàn á thì hãy xem xong cho toàn một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn ha, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn giờ bye bye.